Đấy. Cả vườn bác Thành em thích cái cây xì đấy lắm đấy. Không chất đẹp nữa. Bác xem cái mặt sau nó xuống lắm. Xuống. Xem cái mặt sau nó xuống lắm. Đấy. Anh ngâm đấy hả? Già thì vô tôi vại. Xay luôn cho anh đi, đừng giả lại nữa nhá. Đấy. Lật nắng luôn. Lật nắng luôn. Xay luôn cho anh. Đấy. Bỏ mẹ. Con này nhá, anh nói thật, kéo 2 năm nữa con này không chơi. đừng xa vào bản. Con đấy bác chủ bảo bao nhiêu đấy bác? Bảo bao tiền? Gần 40. 40. Hơi cao. Ừ, cứ làm sao cho hài hòa tí. Đây con làng ở dưới này. Có vẻ cốt cán ok đấy nhỉ? Dạ. Có vẻ cốt cán là được đấy nhỉ? Đẹp. Đấy, hơi bỏ bê tí thôi. Form của xi. Hơi bỏ bê tí, hàng nhiều đầu đấy. Nhiều đầu. Mỗi chỗ bên kia là hơi bị nước, giá nó hơi cao. Nói chung là nếu mà hợp lý là lên đường được, đúng không? Được. Là về là chơi được. Ông này bóng, được cái bóng. Cái bóng. Già, bóng. Cây đấy mặt đằng này nó u hết rồi. Vâng. Chất đẹp. Bãi đẹp. Già thì không xác định được tuổi. Đây là cây móng không nhỉ? Nó là xanh ta. Xanh ta nhỉ? Lá đẹp. Lá đẹp. Cây này là bao nhiêu đây bác Thành? Hả? Nội bộ. cái bãi xì này. Cái bãi xì này hay. Bác cần để số điện thoại đây không? Hay là có số điện thoại thì có. Ở đây bác cứ để số điện thoại cho nó sôi động. Sôi động. 096-883-1967. Ai thắc mắc thì liên hệ. Cái bãi xì này khiếp đấy. Lại một con nhiều đầu nữa. Con làm biển ủi như trực lắc phá đây. Chắc trực lắc phá. Cái cây đấy cục đi đẹp đẽng được đi. Đấy, xi đấy là biến nhanh lắm đấy, biến. Làm phá cái đấy đấy. Một vừng nó đang nhiều hoa quá nhỉ. Thả nước này, cái dòng này lại dòng nhiều hoa này. Đấy. Lục vừng bây giờ mất giá, chính chơi nó cũng rất là hay. Giờ là thời kỳ của xanh xi rồi. Vượng khí xanh xi lên. Đấy, thả nước, chậu tàu cũ này. Vỡ rồi. Thả nước. Xem có cái cây gì dưới đất đây. Xi dưới đất đây. Chẳng trồng gì đâu, nguyên cái bánh chậu cũ đây. Nguyên đây. Bới lông tìm vết xem nào. Chắc có cây xi này mình thấy hay nhất. Mà giá thế thì mình không chơi được. Chậu men dạn này rất là đẹp. Thích cái chậu này. Men dạn cũ này. Men dạn. Trồng mấy cây nghệ thuật nó rất là hay. Có cái gì trong này? À, dưới này lạ. Cái thằng gì vậy?
chậu đá hay đây. À, tưới cho lên màu à? Đấy con này ngồi đá này. Xi tía ngồi đá này. Cái một cái cổ nào đấy hạ xuống được cái tuổi già. Và cái dòng xi này nó mập này, cái răm biến này nhá. Biến này. Biến. Mặt khuyết thì được vào đá rồi, còn mặt kia thì đấy, đá chỉ mang tính chất tương trợ thôi. Cái đá mà nuốt cây thì mình vứt. Các bác là ở đâu lên xem cây đấy ạ? Sặt. À, sặt Hải Dương à? Ôi giời, dân chuyên si đây. Sốt si từ Hải Dương mà sốt ra đây. Không buồn gốc hôm nay cũng là Hải Dương. Trương Phạm, Trương Phiếc đâu rồi, ở đâu rồi? Sặt Siếc, Tứ Kỳ, Tứ Kiếc. Kiếc lắm. Vâng, anh đi nhé. Em chờ đội kia ra đi. Đấy, nhà Bắc Thành ở cạnh vườn cảnh Minh Đức, đằng sau chợ Bà Phúc nhá. Xem là hôm nay có cuộc giao dịch nào nổ ra không? Xì tai chuột rất hay. Ui, mùi hoa mộc đâu thơm thế. Vâng, hoa mộc kia, hoa mộc kia. Bên vườn bên nhà thứ ba thơm quá. Xì tai chuột nhót tốt quá. Nó tốt rồi. Nó tốt. Đấy. Múc mim. Sam núi trái. Không đen Nhật Bản. Mấy bình luôn thì rõ ràng 35 mới lãi được khoảng 25 triệu anh về cái lãi 30. Anh em mình mới là ấy, mình là người đi chợ với cả tay cái mà lọc của mình chỉ đến sân chỉ đến thế đến thế thôi chị ơi. Mỗi người được tí chị dùng đi rồi anh cốt nữa thì xong khổ đã tiêu hết tiền chứ. Hoa sữa ơi, ngày xưa là hồng đen nhượng lại đây. Không phải không nhỉ, không phải cây hồng đen. Không nhớ rõ, không giống giống. Không vào được nên là gọi từ xa tí. Căng quá. Hơi yếu, cây hơi yếu. Chắc là xin phép kết thúc khu vườn nhà Bắc Thành ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo nhé. Chào.